Chào các bạn, mình tên là Lộc. Hiện tại mình đang là giám đốc marketing của một công ty tại Hà Nội. Với công việc của một giám đốc rất là áp lực thì trước đây thì tình trạng mái tóc của mình khá là tốt, nhưng mà trong quá trình mình làm việc thì áp lực các thứ dẫn đến là cái tình trạng tóc của mình bị rụng khá là nhiều, tóc khá là bết và đôi lúc mình cảm giác là rất là ngứa. Với cái cương vị là một người giám đốc thường xuyên phải đi gặp khách hàng, mái tóc nó là một cái hình ảnh rất là quan trọng đối với mình, và mình băn khoăn và sử dụng rất là nhiều sản phẩm trên thị trường rồi. Đây là một cái bài toán rất là khó, mình tìm khá là nhiều và thử rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà sau rất nhiều quá trình, rất nhiều lần thử nghiệm thì mình không đạt được những kết quả mong muốn. Thế nhưng mà gần đây thì mình có trải nghiệm một sản phẩm mới ở trên thị trường thông qua một cái thông tin ở trên báo, thì mình có được trải nghiệm một sản phẩm là Hisako. Mình cảm giác là cái mái tóc của mình thứ nhất nó bớt ngứa, sau dùng một thời gian khoảng tầm 3 tuần sử dụng thì mái tóc của mình trở lên bóng, cũng như là nó không bị rụng nhiều như ngày xưa nữa, và mình cảm giác là các cái chân tóc nó khỏe hơn, và mình cảm giác cái tóc của mình nó dày hơn rất là nhiều hơn so với cái thời điểm mà mình bị rụng. Và đặc biệt là sau khi sử dụng xịt vào nó rất là mát, rất là thoải mái đầu. Đôi lúc mình xịt vào và mình xoa bóp đầu, nó như là một liệu pháp giúp giảm bớt căng thẳng và mình tập trung tốt hơn cho công việc. Đấy là một cái trải nghiệm của mình khi dùng sản phẩm Hisako. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.